Hai anh em, một tuần nữa lại tới và chúng ta lại gặp lại nhau trong số tiếp theo của series tuần qua có gì. Anh em hãy cùng Irene hóng hớt xem là tuần này thị trường tiền mã hóa có xảy ra drama gì hay không nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe qua 68TV, cũng như là ấn vào nút chuông nhỏ nhỏ ở phía bên dưới để nắm được những video mới nhất của tụi mình nhé. Ok, hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Đầu tiên đó chính là Fed giữ nguyên lãi suất, Bitcoin và thị trường crypto không biến động mạnh. Đúng như dự báo từ giới quan sát thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hay là Fed sau phiên họp ngày 20-21 tháng 9 vừa qua đã ra quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức là 5,5%. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2022 mà Fed quyết định không tăng lãi suất. Trước đó thì để đối phó với tình trạng lạm phát tại xứ sở cờ hoa thì cơ quan được xem như là ngân hàng trung ương của Mỹ đã nâng lãi suất từ 0,25% lên 5,5% chỉ trong vòng 1 năm rưỡi. Mức lãi suất ở thời điểm hiện tại thì đang ngang bằng với giai đoạn sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, song với tốc độ điều chỉnh nhanh hơn khá là nhiều. Các lần điều chỉnh lãi suất của Fed từ tháng 3 đến tháng 9 thì Irene sẽ để trên màn hình để anh em có thể theo dõi thêm. Trong cuộc họp báo sau quyết định giữ nguyên lãi suất trên thì chủ tịch Fed là ông Powell đã cho biết cơ quan của ông đã có những hành động quyết liệt kể từ khi bắt đầu nâng lãi suất từ tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể chắc chắn về độ hiệu quả của những lần điều chỉnh lãi suất trong một năm rưỡi vừa qua. Ông cũng nói thêm rằng Fed sẽ tiếp tục theo dõi tình hình lạm phát để đưa ra những chính sách điều chỉnh phù hợp trong tương lai. Nhiều nhà quan sát kinh tế thì nhận định Fed sẽ tiếp tục duy trì lãi suất trong khoảng 5,25 cho đến 5,5% từ nay cho đến cuối năm 2023 trước khi họp lại và đưa ra định hướng mới vào năm 2024, và từ đó thì sẽ bắt đầu giảm lãi suất về một mốc hợp lý hơn trong tương lai. Một số thì thậm chí còn dự báo Fed sẽ có những điều chỉnh giảm lãi suất đến 0,75% trong năm 2024. Việc cắt giảm lãi suất thì sẽ mở ra một giai đoạn mới, báo hiệu Mỹ sẽ không còn thắt chặt nền kinh tế để đối phó với lạm phát và giúp cho thị trường chứng khoán phục hồi trở lại. Trong năm 2023 thì Fed sẽ còn hai đợt điều chỉnh lãi suất nữa vào đầu tháng 11 và giữa tháng 12. Còn về Bitcoin thì hiện tại đồng coin có vốn hóa lớn nhất thị trường đang không có nhiều biến động trước và sau thông báo giữ nguyên lãi suất của Fed. Thêm vào đó thì chỉ duy trì ở trong khung là 26.800 cho đến 27.500. Còn tương tự với các altcoin hàng đầu thị trường hiện tại thì chúng ta cũng có thể ghi nhận rằng trong 24 giờ vừa qua có giao dịch khá là êm đềm, với số liệu thanh lý ở trên các thị trường thì chỉ đạt mức là 61,5 triệu đô với tỷ lệ long short bị cháy là gần như cân bằng. Tin tức thứ hai là MT Gox rời thời hạn trả nợ thêm một năm nữa. Có vẻ như nỗi đau của những người theo đuổi công cuộc đòi nợ của MT Gox lại tiếp tục dài hơn nữa, khi mà gần đây hạn chót buộc phải trả nợ là ngày 31 tháng 10 năm 2023 thì những chủ nợ của MT Gox đã phải nhận được một bức thư thông báo sàn sẽ phải rời thời hạn trả tiền thêm một năm nữa cho đến tận ngày 31 tháng 10 năm 2024. Với những chủ nợ đã cung cấp thông tin đầy đủ thì sàn sẽ cố gắng thực hiện theo trình tự sớm nhất có thể vào năm nay. Điều này thì khiến rất nhiều người bận tâm đến tương lai của FTX. Dựa theo bảng cân đối kế toán ở thời điểm hiện tại, ủy thác viên của MT Gox hiện đang nắm giữ 142.000 BTC, 143.000 BCH và 69 tỷ yên Nhật, lượt thanh toán lần đầu dưới dạng BTC, BCH và tiền pháp định. Giá trị 200.000 yên đầu tiên thì sẽ được thanh toán bằng yên Nhật, sau đó là mới đến thanh toán bằng crypto nếu như chủ nợ chọn nhận bằng crypto. Khoản thanh toán crypto thì sẽ gồm 71% là coin, tức là BTC và BCH, và 21% là tiền mặt. Tuy nhiên, mọi chuyện thì chỉ đang là dự định của MT Gox mà thôi. Trong khi đó thì MT Gox liên tục rời thời điểm trả nợ từ tháng này sang năm nọ, làm cho chủ nợ mệt mỏi và làm cộng đồng thấp thỏm lo lắng vì lượng lớn coin sắp sửa bị xả ra thị trường. Gần 10 năm theo đuổi vụ kiện tụng với MT Gox thì cộng đồng thường đùa nhau rằng có thể họ sẽ chẳng nhận lại một đồng tiền nào của mình với tình trạng nhây kéo dài như hiện tại. Thông tin thứ ba đó chính là Optimism bán 162 triệu đô token cho 7 quỹ đầu tư lớn. Theo cập nhật mới nhất từ Opinionated hay là Optimism đăng tải trên mạng xã hội thì dự án Layer 2 của Ethereum này đang tiến hành một đợt mở bán private sale token OP đột xuất nhằm thu thêm tiền mặt cho dự án. Theo đó thì Optimism sẽ bán 160 triệu OP, chiếm 3,7 tổng cung và 20% lượng cung lưu hành, trị giá khoảng 162,4 triệu đô ở thời điểm quay video này cho 7 bên tham gia nhằm mục đích là quản lý quỹ Treasury. Danh tính của các quỹ đầu tư thì không được công bố. Lượng tiền mở bán thì sẽ bị khóa trong vòng 2 năm, tuy nhiên thì các quỹ vẫn có thể ủy quyền lượng OP này
cho những tổ chức nằm ngoài thương vụ. Số lượng OP được sử dụng ở trong đợt mở bán thì thuộc phần tiền phân bổ của quỹ Treasury của Optimism. Tuy nhiên, điều kỳ lạ ở đây đó chính là thay vì mang đề xuất mở bán thảo luận theo nguyên tắc quản trị phi tập trung thì Optimism lại quyết định bán token luôn rồi mới thông tin cho cộng đồng. Khi bị truy vấn về danh tính của các bên tham gia mua token thì dự án lại từ chối tiết lộ. Giá của OP thì lại không có quá nhiều biến động sau tin tức Optimism mở bán 162 triệu token vừa qua. Đây thì là động thái thứ tư của Optimism liên quan đến token OP chỉ trong vòng một tuần vừa qua. Vào hôm 16 tháng 9 thì Layer 2 này đã tuyên bố gửi thêm 48 triệu OP còn sót từ đợt airdrop tháng 6 năm 2022 đến các địa chỉ ví hợp lệ nhưng chưa claim. Đến hôm ngày 19 tháng 9 thì Optimism đã tiến hành đợt airdrop thứ 3 này, phân bổ 19,4 triệu OP cho hơn 31.000 địa chỉ ví đã được tham gia quản trị. Mới ngày 20 tháng 9 thì dự án tiếp tục thông báo mở vòng tài trợ trị giá 30 triệu OP nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái của Optimism. Tổng lại thì Optimism đến nay đã tiến hành 3 đợt airdrop cho người dùng. Lần thứ nhất là vào tháng 6 năm 2022, airdrop 214 triệu OP chiếm 5% tổng cung. Lần thứ hai là vào tháng 2 năm 2023, airdrop 11,7 triệu OP chiếm khoảng 0,27% tổng cung. Và lần thứ ba là vào tháng 9 năm 2023, airdrop 19,4 triệu OP chiếm 0,45% tổng cung. Theo Tokenomics thì Optimism sẽ airdrop đến 19% tổng cung của OP đến với cộng đồng người sử dụng. Do đó thì vẫn còn khoảng 13,28% tổng cung, tức là khoảng 4,29 tỷ OP phân bổ trong airdrop tương lai. Phân bổ token của OP thì Irene cũng sẽ để trên màn hình để anh em tiện theo dõi thêm nhé. Và sau những tin chính của thị trường thì bây giờ anh em hãy cùng Irene điểm qua một số tin vắn đáng chú ý của thị trường. Tin tức đầu tiên đó chính là khối lượng giao dịch Bitcoin ở trên Binance giảm hơn phân nửa. Theo tổng hợp của K33 Research thì khối lượng spot Bitcoin trung bình trong 7 ngày qua của Binance đã giảm 57% kể từ đầu tháng 9. Trong khi đó thì đối thủ Coinbase đã vươn lên với mức tăng 9% trong cùng khung tham chiếu. Sự suy giảm này thì chủ yếu xuất phát từ vụ kiện pháp lý với cơ quan chức năng ở Mỹ như là Ủy ban Chứng khoán Mỹ SEC hay là Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn là CFTC. Điều này thì đã dẫn đến sự ngăn cản của các nhà tạo lập thị trường và gây ra sự sụt giảm đáng kể trong khối lượng giao dịch của Binance. Ngoài ra thì sàn Binance cũng đã gỡ bỏ chương trình miễn phí giao dịch BTC với stablecoin là TrueUSD tức là TUSD và tập trung nhiều vào stablecoin mới của họ là FDUSD, ảnh hưởng rất nhiều đến giao dịch Bitcoin. Khối lượng giao dịch spot của Binance US thì cũng đã giảm đến mức rất thấp và sàn này thì đang trải qua sự tái cơ cấu nhân sự và mất đi rất nhiều nhân sự cấp cao. Tin tức thứ hai là tỷ giá Ethereum trên Bitcoin giảm về mức thấp nhất trong vòng 14 tháng qua, doanh thu từ phí Ethereum lao dốc. Theo thống kê của CoinDesk thì một trong những cặp giao dịch được quan tâm nhất thị trường ở thời điểm hiện tại đó chính là cặp ETH trên BTC thì vừa lập đáy mới của 14 tháng gần nhất. Điều này thì xảy ra do việc thu lợi nhuận từ phí giao dịch của Ethereum giảm do hoạt động ở trên blockchain suy giảm. Tỷ giá này thì đã giảm từ tháng 9 năm 2022 sau sự kiện The Merge. Ngoài ra thì nhiều nhà đầu tư lớn Ethereum cũng đã liên tục chuyển ETH lên các sàn giao dịch với tổng trị giá lên đến 60 triệu đô la Mỹ. Ethereum thì hiện tại đang phải đối diện với lợi nhuận âm lần đầu tiên trong nhiều tháng vì hoạt động on-chain giảm sút. Giá của Ethereum thì cũng bị định giá thấp hơn lên đến 27% so với giá trị thực sự dựa trên nghiên cứu định giá trên số lượng người dùng của mạng lưới này. Và tin vắn cuối cùng trong tuần đó chính là người dân Hàn Quốc đang sở hữu tới 98,5 tỷ đô tài sản crypto. Trong năm 2023 thì lượng tài sản tiền mã hóa ở Hàn Quốc được người dân khai báo nộp thuế đã tăng lên con số 130,8 nghìn tỷ won, tức là khoảng gần 100 tỷ đô la Mỹ theo thông tin từ cơ quan thuế quốc gia của Hàn Quốc. Tổng lượng tài sản ở nước ngoài được báo cáo bao gồm cả tiền mặt và chứng khoán thì đã tăng mạnh lên con số là 186,4 nghìn tỷ won so với 64 nghìn tỷ won trong năm 2022. Trong đó thì có 70,2% tổng giá trị tài sản nước ngoài là tiền mã hóa. Hàn Quốc thì đã thông qua dự luật để bảo vệ các nhà đầu tư tiền mã hóa vào tháng 6 năm 2023. Luật mới này thì bao gồm quyền giám sát của Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Ngân hàng Hàn Quốc đối với các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa cũng như các tổ chức lưu ký. Từ tháng 1 năm 2024 thì Hàn Quốc sẽ yêu cầu các công ty phát hành hoặc là sở hữu tiền mã hóa tiết lộ chi tiết về lượng tài sản tiền mã hóa mà họ đang nắm giữ cũng như là báo cáo tài chính để tuân thủ tiêu chuẩn về kế toán mới. Quy định này thì sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh tiền mã hóa rõ ràng và tăng cường tính minh bạch trong ngành công nghiệp tiền mã hóa của Hàn Quốc sau vụ sụp đổ của Luna hay là UST.
Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu và điểm qua một số tin tức về blockchain và crypto đáng chú ý trong tuần cùng với số tiếp theo của tuần qua có gì. Irene hy vọng là anh em đã nắm được một số tin tức quan trọng để có thể có được những quyết định đầu tư sáng suốt hơn. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe cho Coin68TV. Còn nếu như anh em có bất kỳ suy nghĩ hay là thông tin nào khác thì cũng có thể comment ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!